Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô VKTV. Thưa quý vị các bạn, thì tôi đang đứng trước một mẫu xe mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Honda Accord thế hệ thứ 10. Và mẫu xe này có gì đặc biệt, có gì khác biệt so với lại cái mẫu xe thế hệ thứ 9? Thì xin mời quý vị các bạn cùng đón xem. Honda Accord 2020 sở hữu một kích thước chuẩn mực của một mẫu xe sang. Cụ thể chiều dài là 4.901mm, chiều rộng là 1.862mm và chiều cao là 1.450mm. Như vậy thì quý vị các bạn có thể thấy thì cái chiều dài là ngắn hơn so với phiên bản cũ là 34mm và chiều rộng thì nó rộng hơn so với phiên bản cũ là 12mm. Chúng ta sẽ đến với khu vực phần đầu xe các bạn nhé. Ở phần đầu xe thì các bạn có thể thấy cái thiên hướng thiết kế của dòng xe này thì nó tạo ra cảm giác rất là mạnh mẽ, thể thao. Bên cạnh đó cũng không kém phần sang trọng. Bởi nét là chúng ta có thể thấy cái hốc hướng gió này, nó có một cảm giác thì nó to khỏe hơn, nó rộng rãi hơn so với lại cái phiên bản cũ các bạn nhé. Và ở phía trên này thì chúng ta có thể thấy đó chính là cái thanh mạ chrome này, thanh ngang rất là to và rất là khỏe các bạn nhé. Kéo dài từ khu vực tay xe bên trái sang tay xe bên phải các bạn ạ. Và nó sẽ bao phủ đến cái cụm đèn pha phía trước. Các bạn có thể thấy thì cụm đèn pha phía trước này được thiết kế nó có gì đó nó sắc sảo hơn các bạn ạ. Sắc sảo hơn. Ở phần phía bên ngoài này là đèn cốt này, phần phía bên trong là đèn pha này. Và chúng ta có một cái giải đèn LED ban ngày cũng như đèn xi nhan này. Đấy, ở xung quanh đây các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Phần phía trước này chúng ta có thể thấy đây cảm biến tiến này. Và ở phần phía dưới này chúng ta có thể thấy đó chính là cái cụm đèn gầm. Và toàn bộ cụm đèn gầm này cũng được trang bị công nghệ LED nhé. Thì các bạn có thể thấy toàn bộ công nghệ đèn pha, đèn cốt và đèn gầm đều đã được trang bị công nghệ LED rồi. Và hệ thống đèn pha thì được thiết kế với dạng là đèn pha tự động các bạn nhé. Ở phần thân xe thì các bạn có thể thấy đây chính là cái mâm xe và lốp xe. Nhìn so với là các phiên bản cùng phân khúc, ví dụ như phân khúc D chẳng hạn, thì các bạn thấy là cái mâm xe này nó thiết kế hầm hố hơn. Ở phiên bản cũ thì được thiết kế với mâm xe 7 chấu, thì sang phiên bản mới đã được trang bị thiết kế mới hơn là mâm xe chỉ được trang bị 5 chấu thôi, nhưng có một cảm giác gì đó nó khỏe khoắn hơn, nó thể thao hơn bởi cái chi tiết narang phay này. Các bạn có thể nhìn thấy nó giống như một cái gì đó khi mà chúng ta đi, nó rất là xé gió đúng không ạ? Rất là xé gió. Và cái kích thước lốp thì nó là 235/45R18 các bạn nhé. Phiên bản cũ thì là mâm xe 17 và sang phiên bản mới này thì là mâm xe 18. Ở phần thân xe thì các bạn cũng có thể nhìn thấy đó chính là những cái đường gân dập nổi kéo dài từ khu vực phía trước sang khu vực phía sau. Và phần trung tâm này có tay nắm cửa mạ chrome nhé, mạ chrome. Phần bên dưới này thì chúng ta cũng có cái chi tiết, đó chính là cái đây chính là cái gân. Đấy, cái gân hướng gió này. Đấy. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Phần phía dưới này thì có cái nẹp mạ chrome kéo dài từ khu vực cửa trước này sang tận đến phần cuối của bao vô lê nhá. Chúng ta sẽ đến với một vài những cái chi tiết khá là mới được trang bị trên dòng xe Honda Accord thế hệ thứ 10 này. Thì việc đầu tiên chính là cái gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu này các bạn có thể thấy được trang bị những tính năng truyền thống, ví dụ như là chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ và cùng màu thân xe ra. Thì trên gương chiếu hậu còn được trang bị chức năng đó là cụp gương tự động các bạn nhé. Khi mà tôi khóa cửa ấy, thì gương sẽ tự động cụp vào. Đây là cái tính năng rất là mới.
trên dòng xe Accord thôi. Còn đương nhiên rồi, trên dòng xe Toyota Camry thì cũng đã được trang bị rồi các bạn nhé. Mazda 6 cũng đã được trang bị rồi. Và có một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh đến cho các bạn, thì đó chính là cái đây, bên tay phải đây. Bên tay phải chúng ta, bên tay trái thì không có camera các bạn nhé, còn bên tay phải đây. Đấy. Các bạn có biết đây là cái camera để làm gì không ạ? Đây chính là cái hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường các bạn nhé. Đấy, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường các bạn nhé, hay còn gọi là Honda Land Watch. Rồi, những tính năng rất là mới đúng không ạ? Và có một điểm nữa, các bạn có thể thấy một cái tính năng rất mới mới được trang bị lần đầu tiên của Honda Accord thế hệ thứ 10, đó chính là cái chức năng khởi động từ xa. Các bạn không cần phải vào trong xe nhưng vẫn có thể khởi động được thông qua cái chi tiết. Ví dụ như chúng ta thao tác là gì, chúng ta sẽ bấm cái nút khóa này, sau đó bấm nút để nổ này và ấn giữ. Đấy, thì xe sẽ tự động để nổ đúng không ạ? Các bạn chỉ cần thao tác giống như tôi là có thể thao tác được. Và có một cái điểm mới nữa tôi cũng muốn chia sẻ đến cho các bạn, đó chính là cái chức năng mở, tức là mở kính cửa đấy, mở kính cửa và mở cửa hay là cửa sổ trời. Đấy, mở và đóng cửa sổ trời cũng như mở kính cửa mà chúng ta không cần phải vào trong xe vẫn có thể thực hiện được thao tác. Ví dụ đơn giản như này ạ, khi chúng ta đỗ ở khu vực thời tiết rất là nóng luôn ạ, thì cái không khí ở trong xe nó sẽ nóng hơn rất là nhiều so với lại không khí ở bên ngoài. Do vậy thì nếu mà trong chúng ta mà vào trực tiếp trên xe thì rất dễ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, bởi vì cái thay đổi nhiệt độ nó quá lớn và sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Thì chúng ta có thể dùng thao tác ấn một lần ạ, mở cửa và ấn giữ, kính cửa sẽ tự động di chuyển xuống ạ. Và bên cạnh đó thì cái cửa sổ trời này cũng sẽ tự động di chuyển để cái không khí ở trong xe có thể thoát được ra ngoài và chúng ta sẽ làm mát xe nhanh hơn ạ. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ ấn nút khóa và ấn giữ khóa thì kính cửa sẽ tự động khóa lên các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với khu vực đằng sau. Đương nhiên rồi, ở khu vực đằng sau xe thì được thiết kế khá là thể thao các bạn ạ. Khá là thể thao. Đối với lại dòng xe này thì thiết kế cái chiều cao xe được thiết kế thấp hơn so với lại cái phiên bản cũ các bạn nhé. Thấp hơn. Và nó tạo ra một cái cảm giác nó đầm chắc và nó khỏe khoắn hơn, cũng như nó thể thao hơn. Khu vực đằng sau này thì chúng ta có cái đèn hậu công nghệ dạng công nghệ đèn LED các bạn nhé. Công nghệ LED. Nó lan lá như cái dòng xe Civic các bạn ạ. Civic nhưng nó đẹp hơn nhiều. Và đằng sau này thì chúng ta có cái đèn trang trí này và có tới 4 cảm biến phía sau nhé. Có tới 4 cảm biến phía sau. Đối với lại phiên bản này thì cũng không kém gì so với lại Toyota Camry, cũng được trang bị hai ống xả. Và được mạng chrome sáng bóng này các bạn nhé. Nhìn trông rất là thể thao đúng không ạ? Hai ống xả hay gọi là ống xả kép các bạn nhé. Trên ba sốc này được trang trí bởi một cái đường viền màu đen. Đấy, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cách mở cốp, trong đó có ba cách mở cốp chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở từ khu vực cánh cửa trước bên lái, bằng từ vị trí người lái, và đến khu vực đằng sau này chúng ta chỉ cần thao tác, đó là ấn giữ cái chìa khóa điều khiển thông minh ở trên xe này. Đấy, là có thể mở được cốp sau các bạn nhé. Và phương án thứ ba thì chúng ta sẽ mở thông qua một cái chi tiết ở ngay trên cái cửa hậu này. Rồi, chúng ta sẽ vào cái không gian khoang hành lý này xem có rộng rãi hay không ạ. Hơi tối một chút đúng không ạ? Hơi tối một chút. Nhưng các bạn có thể thấy đây, cái không gian khoang hành lý cũng khá là rộng. Và cái không gian khoang hành lý này nó được thiết kế rất là sâu các bạn nhé. Đây, lốp dự phòng này. Kích này. Lốp dự phòng thì nó nhỏ hơn so với lốp thông thường nhé. Và mâm xe này không được trang bị mâm đúc các bạn ạ.
nó nhỏ hơn một chút ạ. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Camry thì có thể trang bị gần như là cả 5 lốp đều giống nhau. Đấy, nhưng mà Honda Accord này, đặc biệt là dòng xe nhập khẩu này thì không được trang bị. Phía trên này chúng ta có cái anten dạng vây cá các bạn nhé. Anten dạng vây cá. Ok, chúng ta sẽ vào không gian khoang nội thất của dòng xe này để có thể tìm hiểu thêm cái dòng xe này có những tính năng gì mới. Việc đầu tiên thì chúng ta có thể thấy cái thiết kế ghế này cũng được thiết kế khá là mới mẻ và thể thao, với việc trang bị chức năng chỉnh điện lên đến 12 hướng các bạn nhé. 12 hướng, chúng ta sẽ điều chỉnh cái ghế này, tiến lên này, tiến xuống này. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh độ cao của ghế nhé. Điều chỉnh độ cao của ghế, điều chỉnh độ phồng của mặt ghế các bạn nhé. Đấy, và nút này là điều chỉnh cái độ ngả của ghế ạ. Những cái nút này là nút gì đây ạ? Để chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ phồng mặt ghế này. Đấy. Và đây là khu vực độ phồng của lưng ghế. Chúng ta điều chỉnh cái độ phồng lưng ghế để đỡ xấu lưng các bạn nhé. Ok, như tôi nói vừa rồi thì đây chính là cái nút để có thể mở cái cốp đằng sau. Cốp sau các bạn nhé. Trên đây thì đương nhiên rồi. Hệ thống lên kính thì được trang bị hệ thống lên kính có hai cửa trước là tự động chống kẹt các bạn nhé, auto này. Còn hai cửa sau thì không được trang bị hệ thống lên kính tự động. Điều chỉnh gương các bạn nhé, điều chỉnh gương chiếu hậu này. Ok, những cái chi tiết này thì được trang bị ốp gỗ này và mạ chrome rất là tinh tế, rất là tinh tế. Khi bước vào xe thì chúng ta có thể thấy thì cũng có khá nhiều những cái điểm rất là mới mẻ được trang bị trên dòng xe Honda Accord thế hệ thứ 10 các bạn nhé. Việc đầu tiên thì chúng ta có thể thấy đó chính là cái, đây chính là cái phanh tay điện tử đây, đã được trang bị các bạn nhé. Phanh tay điện tử và chế độ brake hold đã được trang bị rồi. Hai chế độ lái Sport Economy này. Đấy. Đương nhiên rồi, ví dụ như là engine startup thì đã được trang bị ở cái thế hệ thứ 9 rồi các bạn ạ. Phần phía trên này thì chúng ta có chức năng điều chỉnh. Cái này thì nó cũng có đã từng được trang bị so với lại cái phong cũ của các bạn nhé. Vô lăng lái thì được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da với những cái đường chỉ khâu khá là tinh tế đây. Và được trang bị mạ chrome này. Phần phía trên này thì có cruise control này. Đấy, cruise control. Và phần phía bên tay trái thì chúng ta có cái hệ thống điều chỉnh đèn là tự động các bạn nhé. Gắn mưa cũng được trang bị tự động các bạn ạ. Gắn mưa cũng được trang bị tự động. Ở phiên bản Camry thì chỉ có phiên bản Camry 2.5 được trang bị gắn mưa tự động thôi. Và kết hợp với lại hộp số, đây chính là cái lẫy chuyển số trên vô lăng các bạn ạ. Tăng này, giảm này. Bên tay phải là tăng và bên tay trái là giảm các bạn nhé. Có một điểm mới mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó chính là cái màn hình này. Đấy, cái mặt táp lô này thì được thiết kế nó khá là mới, nhìn bắt mắt hơn. Và thiết kế với cái dạng vân gỗ này, vân gỗ tối màu là nhìn rất là sang trọng các bạn nhé. Cái màn hình này được thiết kế khá mới, thay vì cái form cũ, tức là cái form thế hệ thứ 9 ấy, thì cái thiết kế màn hình này được thiết kế thấp hơn và có hai cửa gió điều hòa khu vực hai bên. Thì sang cái phiên bản mới này được thiết kế cái màn hình này được khá mới và nó có rất nhiều những tính năng các bạn nhé. Chúng ta có thể khám phá đây. Đây, chúng ta sẽ ấn nút home này. Navigation này. Đấy, bản đồ vệ tinh dẫn đường các bạn ạ. Đương nhiên rồi, những cái tính năng ví dụ như là FM, AM thì nó là cũ rồi. Bluetooth thì cũng không có gì mới mẻ cả. Nhưng có một cái điểm đó là rất là mới, đó chính là cái màn hình này thì được tích hợp cái hệ điều hành Android Auto hoặc Apple CarPlay, tức là tương thích với lại smartphone các bạn nhé. Đây, smartphone connection này các bạn này. Đấy, cái này rất là mới nhé, mà không phải dòng xe nào cũng có, kể cả Camry bây giờ cũng không có các bạn nhé. Đây, chúng ta có thể thấy ở phía dưới này thì có chức năng đây, kết nối với lại điện thoại đây.
thông qua một cái cổng sạc USB này. USB nhá. Hệ thống điều hòa thì thiết kế nó hơi đơn giản, nó chưa có những cái điều khiển bằng cảm ứng các bạn ạ. So với City thì đã được trang bị bằng cảm ứng rồi, nhưng mà so với lại Honda Accord này thì chưa được trang bị cái hệ thống điều hòa điều chỉnh cảm ứng. Hơi tiếc một chút, hơi tiếc một chút. Nhưng mà những cái chi tiết để có thể những núm vặn này thì làm cũng khá là cầu kỳ, thiết kế nó cũng khá cầu kỳ. Đấy, nhìn rất là sang trọng các bạn ạ. Đây điều chỉnh đây, chế độ auto này. Chế độ điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn nhé. Auto này. Rồi, các chế độ cửa gió này. Đấy. Trên đây có rất nhiều những cái hộc đựng đồ các bạn ạ. Cái bệ tì tay này thì thiết kế khá là mới và nhìn khá là bắt mắt. Thông qua cái bệ tì tay này thì nó cảm giác rất là to khỏe, nó giống như những dòng xe rất là sang như BMW. Và trên cái bệ tì tay này thì có được thiết kế khá nhiều những cái tiện ích, bao gồm là cái hộc đựng đồ đây. Và phần phía trong này thì chúng ta có cái cốp đựng đồ đây. Và được trang bị thêm cái cổng sạc iPhone. Đấy, cổng sạc ở phía bên trong này. Đấy, để chúng ta có thể sạc pin nhé. Camera tí nữa nhìn và quan sát giúp tôi nhé. Đây, chúng ta sẽ đến với cái bảng đồng hồ tablo các bạn nhé. Thì thay vì trang bị cái bảng đồng hồ nó khá là cũ kỹ so với lại cái phiên bản cũ các bạn nhé, thì đã được trang bị cái bảng đồng hồ điện tử này. Nhìn nó thiết kế dạng digital các bạn ạ. Nó thiết kế bắt mắt hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn các bạn nhé. Phong cũ chỉ được trang bị cái bảng đồng hồ dạng analog, thì sang cái phiên bản mới này thì đã được trang bị cái bảng đồng hồ dạng digital các bạn ạ. Bảng hồ dạng digital. Đấy. Chúng ta thấy cái thiết kế ghế này thì nó cũng khá là khác biệt đúng không ạ? Cái thiết kế ghế này thì so với lại những cái form xe thuộc phân khúc D ấy, thì nó thiết kế nó có một cái gì đó nó rộng rãi hơn, nhưng nó không thể thao giống như cái dòng xe Honda Accord này. Tôi ngồi trên cái thiết kế ghế này nó có cảm giác là ôm người hơn. Đấy, và nó chắc chắn hơn so với lại cái các dòng xe khác thuộc phân khúc D, ví dụ như là Toyota Camry, Tenna hoặc là Mazda 6 các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến với cái cửa sổ trời các bạn ạ. Đây, cửa sổ trời đây. Honda Accord đã được trang bị cái cửa sổ trời. Và đương nhiên rồi, có khá nhiều những cái tiện ích đi kèm các bạn nhé. Đây, cửa sổ trời. Tất nhiên là không phải là panorama, không phải là cửa sổ trời toàn cảnh các bạn nhé. Nhưng thiết kế có rất nhiều cái mới. Ở trên khu vực này thì toàn bộ cái công nghệ đèn này, đèn soi này được trang bị công nghệ đèn LED nhé. Nhìn rất là bắt mắt các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp nhá. Thì đèn loa này. Rồi, phần gương chiếu hậu trong xe này thì được trang bị chức năng tự động chống chói nhá. Tự động chống chói này. Chúng ta sẽ vào không gian hàng ghế thứ hai để có thể trải nghiệm. Thực tế mà nói thì đối với dòng xe phân khúc D này thì cái không gian hàng ghế thứ hai được thiết kế khá là rộng rãi, đặc biệt là dòng xe Accord này. Thì đối với lại dòng xe Accord này thì cái chiều dài cơ sở được thiết kế tăng lên đến khoảng tầm 55mm các bạn nhé. 55mm rất lớn đúng không ạ? So với lại tất cả những cái dòng xe thuộc phân khúc D thì chiều dài cơ sở của dòng xe Honda Accord này là lớn nhất. Do vậy cái thiết kế của không gian nội thất được thiết kế tôi có cảm giác là rất là rộng rãi. Đấy, rất là rộng rãi. Mặc dù là cái chiều dài tổng thể không được, tức là nó thấp hơn. À, nó dài, nó ngắn hơn so với lại phong cũ, nhưng cái chiều dài cơ sở này thì được thiết kế dài hơn. Do vậy, cái không gian nội thất được thiết kế đây, nó rất là rộng. Đấy, các bạn có thể thấy đây, tôi cao khoảng tầm 1m74 và nặng 75kg. Tôi ngồi trên cái dòng xe này thì cảm thấy là cực kỳ thoải mái các bạn nhé. Đấy, rất là thoải mái. Chúng ta có cái rèm che nắng phía sau này. Đấy, rèm che nắng phía sau các bạn nhé. Đương nhiên rồi, cũng giống Camry thôi. Rồi, có một điểm rất khác đây. Điểm rất khác đây. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Đối với phong cũ
Accord thế hệ thứ 9 cũng được trang bị hai cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai đây. Tuy nhiên thì có một điểm mới đây, đó chính là hai cái cổng sạc USB đây đã được trang bị trực tiếp đây rồi, và nó tạo ra một cái tiện ích khá lớn đối với lại những người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Chúng ta có thể dùng sạc pin rất là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay, và cái bệ tì tay này thì được thiết kế khá là thấp. Và bên cái bệ tì tay này thì nó có hai cái hộc đây để đựng chai nước các bạn nhé. Hơi tiếc một chút thì đối với lại dòng xe này so với lại Camry thì không có những cái phím bấm. Ví dụ Toyota Camry thì chúng tôi có cái phím bấm, ví dụ như là chỉnh kênh, chỉnh âm thanh, hay là chỉnh, thậm chí là chỉnh điều hòa và chỉnh cái độ ngả của ghế ở ngay trên cái bệ tì tay này. Tuy nhiên thì Honda Accord chưa được trang bị các bạn nhé. Chưa được trang bị. Chúng ta sẽ đến với cái khả năng vận hành được trang bị trên dòng xe Honda Accord 2020. Và đây chính là điểm nhấn rất lớn của dòng xe này. Nếu như ở phiên bản cũ, hay còn gọi là Honda Accord thế hệ thứ 9, chỉ được trang bị động cơ 2.4 và với cái công nghệ hút khí tự nhiên, thì sang phiên bản mới này đã được trang bị cái động cơ 1.5 và được trang bị turbo tăng áp các bạn nhé. Với cái phiên bản cũ thì công suất cho được chỉ là 175 mã lực trên 6.200 vòng phút, và mô men xoắn là 225 Nm trên 4.000 vòng phút. Thì sang phiên bản mới này thì đã được trang bị động cơ hoàn toàn mới và công nghệ Earth Dream, cho công suất lên đến 188 mã lực trên 5.500 vòng phút, tức là bằng tua thấp hơn các bạn nhé. Và mô men xoắn là 260 Nm tại 1.500 đến 4.500 vòng phút các bạn ạ. Có một điểm nữa tôi cũng muốn mang đến cho quý các bạn, đó chính là cái hộp số tự động. Thì sang phiên bản mới này đã được trang bị hộp số tự động vô cấp các bạn nhé, thay vì hộp số tự động 5 cấp ở thế hệ thứ 9. Và với việc trang bị cái hệ thống vận hành như thế thì Honda còn mang lại cho quý vị các bạn cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì vô cùng tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn xem. So với phiên bản cũ thì sử dụng động cơ 2.4, các bạn có thể thấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp là 8.1, 10 và 7 lít. Thì sang cái phiên bản mới này trang bị động cơ 1.5, thông số chúng tôi đo được là đường kết hợp chỉ là 6.2 lít trên 100 km, trong đô thị là 8.1 lít trên 100 km, và ngoài đô thị là 5.1 lít trên 100 km mà thôi. Thưa quý vị các bạn, thì ngoài những tính năng truyền thống đảm bảo đặt tiêu chuẩn an toàn ASEAN 5 sao NCAP thì Honda Accord còn được trang bị một số những cái tính năng lần đầu tiên được ứng dụng. Quý vị các bạn có thể kể đến, ví dụ như là khả năng đề nổ từ xa, hay hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường thông qua một cái camera ở khu vực phía gương bên phải các bạn nhé, giúp cho quý vị các bạn có thể quan sát làn đường tốt hơn. Chúng ta cũng có hệ thống cảnh báo hay gọi là chống buồn ngủ các bạn nhé. Hệ thống chống buồn ngủ đã được trang bị trên dòng xe này rồi, mà tôi cũng chưa thấy những cái dòng xe thuộc phân khúc D trang bị các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo áp suất lốp và cả bến mưa tự động thì đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Đối với dòng xe này thì cũng chỉ được trang bị có 6 túi khí thôi, hơi thấp hơn một chút so với lại dòng xe Toyota Camry các bạn nhé, Toyota Camry, nhưng không sao cả, như thế là cũng đã là rất đủ các bạn ạ, đã rất là đủ rồi. Quý vị các bạn vừa trải nghiệm mẫu xe Honda Accord 2020 hay còn gọi thế hệ thứ 10, và với giá chào bán là 1.319.000.000 đến 1.329.000.000 thì liệu Honda Accord có được thực sự yêu mến tại thị trường Việt Nam hay không? Và nếu như quý vị các bạn cần chúng tôi đánh giá bất kỳ các dòng xe nào thì hãy vui lòng comment xuống phía dưới. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.